Vâng, và sau đây em test con 949 Pioneer rất là hot gửi cho anh Phúc ở Đồng Nai nha. Em đã chuyển điện 220 cho bác rồi, con này về ngày hôm qua. Và bên em còn một con 949A nha bác, mở đồng giá cho nhau. Tiếng rất là lực và căng, em đã chuyển qua hai kênh cho các bác rồi. Nếu các bác để 4 kênh thì nó sẽ nhảy luôn 4 phía như thế này, nhưng mà lực đánh nó sẽ không bằng bao giờ hai kênh. 4 kênh thì nó chia công suất ra, còn nhập lên hai kênh thì các bác nghe rất là căng và quánh lo lớn, nghe rất là sướng, nghĩa là phê những con này rất là đáng chơi. Bác nào mà xài con này mà chưa chuyển qua hai kênh á, để cho tăng công lực cho âm ly thì liên hệ cho em chỉ cho nha. Tại vì chuyển qua chơi hai gộp lại thành hai kênh thì máy nó rất là khỏe, bác lực đánh nó rất nghi rất sướng. Em còn một con 949A nha, 949A này các bác. Đấy.